Chào cả nhà nha. Mấy anh em mình đang xuống rừng. Đây, mấy anh đang gặp hàng cua, mấy anh đang bắt đây. Nay đi với anh Năm, anh Nam với anh Tấn đại ca. Trời chuyển mưa. Đen thui. Trời chuyển mưa nó hơi tối nha cả nhà. Cái hàng nó có ảo không anh Nam? Đi đủ cái giỏ dưới, dưới giỏ ta đi ngang ta sơ ý. Nè, đi làm nhà cũ anh biết. Cái nhà cũ không biết rồi. Dấu bò lên rồi xuống. Không biết cái dấu luôn. Dấu không biết tin. Đi sụp cái hang luôn. Vậy mà sơ ý không thấy đây. Dấu bò lên xuống hết biết luôn. Cái chỗ sáng á. Rồi đúng. Lên này nè. Cái giò đạp bò nó thành quả hồi nãy giờ mấy anh em đi kiếm mới vừa gặp nó luôn. Wow. Đã bài chưa? Con cua bự chà bá luôn. Cua còn ớt. Cua đó mấy trăm gram anh em? Chắc hả? Chắc không? Quá đã. Cua đá hả? Cua đá. Một con cua đá nữa nha cả nhà. Lý rồi. Để rửa thấy cho nó sạch. Một em cua đá. Chia đây cả. Dẹp này. Tránh bệnh điếu xì gà. Đi vô phải đi xuống. Mỗi lỗ bự chơi chiêu cuối cùng thọt giò cho cắn chắc cái càng lên. Đậu bằng lên đậu lên đậu trước. Trời ơi, đứa nghèo không bằng luôn nè cả nhà. Ném à con ơi. Đứng đụng ổ bằng không thấy được rồi. Ông phà có lên tôi dành thấy nó bay ngon lắm. Đúng rồi. Chạy nè. Nằm nằm đất kiểu luôn á. Bò ra đây. Ồ, nghe ổng bằng luôn. Đủ mà đưa vô ra nó bay nó quýnh ngay mở. Cái đó nhìn gần nó có một vật phẩm. Ra ngoài đây nè. Ủa, hàng cua gì mà sao? Chờ dò cái nó ra. Chiều cuối cùng. Đúng hả? Có lý, có lý. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy hả mày. Hàng này nãy giờ anh bắt gần nửa tiếng đồng hồ á. Ừ, ở đó nghe cọc cọc quá. Kéo đại lên đi. Đó, cọc cọc đó. Thì tha nó gì đó. Bự bự không anh, bự không anh? Cọc cọc quá, anh em nghe không anh? Cạn. Rồi, để cho cái cạn rồi. Cái cạn. Anh em móc lên gãy một cái cạn rồi. Oh.
Cua vào trên năm rồi rửa nè. Rồi con cua bắt nửa tiếng đồng hồ nội ơi. Quá. Má quất. Trời ơi ông bạn quất hai vít rồi. Cua nè. Nam bắt nửa tiếng đồng hồ nghe cả nhà. Trời ơi nằm quá sâu. Quất hai vít ông bạn như lưng nè. What? Ủa chích cái nhảy nhờ nhảy nhởm với nó tôi quên cậu rồi. Ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bự không Nam? Một con dập. Trời ơi sống hào. Hào nữa cả nhà, quá trời hào luôn nè mà con nhỏ. Đeo cứng cái miệng cống luôn. Nè. Nào cũng đó hả? Quá trời luôn mà nhỏ. Mấy anh là nhỏ quá đục không có thịt. Rồi rồi. Đầy cái miệng cống luôn. Cống vuông con ta cả nhà. Nam bắt được con tôm thẻ nữa. Giờ mấy anh em mình đi mò cá. Năm mới bắt được một con cá đói. Ồ, con hào cho bá nữa luôn. Cái sao bận. Thẻ hả? Sảy rồi. Ồ. Nó bự. Với chị Năm mua ký 50 ngàn vậy ngon ghê. Tính của cô rồi. Đúng cua bối được nha. Miếng nó có xuống lạch không để mà anh mò thử coi gặp nó không. Con gì vậy? Cua nhỏ mò. Cua hả? Ừ. Chạy hả? Chạy nè. Anh Nam mới đụng cua chạy rồi. Cua hả? Hay quá Nam ơi. Phe coi phe coi. Hay quá. Quá hay. Một con cua. Anh Nam mới mò được con nè. Nãy anh đụng là nó phải không? Đã quá. Con gì? Bóng sẹo. Hay đó. Con mà kia ở chắc rồi đó. Là trống á. Giữ ra đường không mở đường thường mưa. Để lên rồi. Chỉ nữa. Một con cua à. Chỉ nữa. Cái so nữa Nam ơi. Ngày nay tại đàn ông đi đấy, tặng là đàn bà ở nhà không mày. Anh được bắt mấy con rồi anh Tấn?
tấn dập nãy giờ. Ổn quá. Ừ, bạn đây nó cũng quá trời luôn nè anh em. Nhóc hết trơn luôn. Cái hàng này anh moi hả? Có lý rồi ta. Được một con cua nữa nghe cả nhà. Quá ngon. Cái lớn đâu? Sao? Mặn cua nãy không? Ừ, cua đó chắc. Quá ngon. Gì hồi ăn đừng ăn gì ăn có lưng. Đã quá. Cái xo. Hồi nãy giờ là toàn là cái xo không á phải không? Sú hả? Được một con tôm sú nữa. Cái xo. Quá ngon. Cua đá anh Nam. Được một con cua đá nữa. Ca dở nó bị mẹ nó giờ lên. Bỏ lưới đi. Ca dở tụi nó hư cái máy. Cái gì vậy con cá? Đi trước gặp vợ mày. Gì vậy? Được không? Sẻ hay gì vậy? Hả? Đâu? Ôi ôi, đừng tâm sú. Quá trời đã. Mê không nha. Đã đời. Hai con hả? Hai con gì đó. Đã đời hả? Hai con này nhậm vô cái mỏng cù ra phụ vô rồi. Ông Bảy đi với ai anh Tứ? Mình. Một con cua đá. Mừng quá. Đây nè, một cục mồi thấy không? Vén luôn á. Wow. Đây, ăn cá thòi lội nghe cả nhà. Em Tứ bắt này. Sâu quá hả? Không phải sâu, tại vắng, tay vắng. Vậy thôi, một bảo cá thòi lội được rồi. Được chưa? Được rồi. Nắm đầu đó hả? Ừ. Hay vậy? Hai con mà con ơi. Ôi, con cá thòi lội nó bự. Trời ơi. Ôi, ôi, con cá nó đã. Cái đã rồi. Đất trời. Hay. Thật là hay ghê. Ừ, cá thòi lội đã gì đâu. Giờ hai cái này lên bắt ở rồi bắt được. Ôi nó bự nè. Cái nhà con là đã không? Trời ơi, hết biết rồi. Ôi nó thòi lội. Ôi cái này mình nướng làm mắm bằng cái hay. Quá ngon. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Chị. Được một con cua nữa nghe cả nhà. Đã tối rồi kìa. Bỏ mẹ đây luôn đi. Đã quá. Bán tôm rồi hư hết ủ. Bẻ không biết bẻ càng đi. Cua này nhỏ chứ không bự không? Bẻ càng gì? Bẻ càng mẹ đi, hồi gì cũng lụ. Chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Cũng ngọt nước. Hay là tại theo nước. Cua đó đó bắt đi rồi. Đâu đâu cua vui, cua vui, anh Năm phát hiện cua vui nha cả nhà. Nó đó. Đây làm đứa mua rồi thấy không? Bắt ca. Ờ. Cái động chừng tụ xuống á.
coi chừng đi thôi chạy á. Cái nằm này hả? À, nó đó. Cô mới cắt con mưa. Hay quá, nằm mắt còn sáng quá. Ui. Đã quá. Còn con càng nha. Con càng hả? Hai càng. Hai càng chập má mà. Cua cá hay cua được anh Nam? Cua cá hả? Cua chắc. Cũng được. Ủa cua dạng tươi luôn hả ta? Đã. Ê nắp nắp ở cái khúc cây. Ừ cua đó hả? Làm hết hồn. Nam mới bắt định con cua vừa chắc hết biết rồi con ơi. Thấy không? Quá ngon. Quá đã không? Wow. Wow. Quá đã. Ừ. Con này mới ngon nè. Được con một tôm sú đây. Quá đã. Giờ đâm với ớt nướng nha. Tôm sú trầm bá luôn. Màu vậy sao chung chung vậy đó. Có một cái gì? Bóng xệ, con to nhỏ thành hàng hàng. Được không? Ừ. Ôi con có bóng xệ nó bự. Quá đã. Trời ơi con cá, nãy con kia bự thế ghê con này. Đâu? Con kia đi chợ cái gì? Nói xíu vậy? Con kia đi chợ. Hai con luôn hả? Hai con là một cặp. Wow. Đã luôn. Này, bò bắt con súng để tao cầm đó. Cái gì? Trời ơi, con cá không vừa. Sao? Còn ngon cá nữa. Cá không vừa chùm má luôn. Giật mấy cái mới kéo tay là được. Gì? Cái gì cắn? Cua. Đâu? Trời ơi, cắn cái tay không đau tay mới chết. Không sao, không sao. Giữ chùm bô kia chết cho nhăn mặt. Trời ơi, con cua cắn. Chùm bô. Bọn ơi, cắn gì sao? Về lên bảo đi. Cắn vô luôn chà. Liều mạng không bẻ hai lần bẻ cắn. Mày cắn tao mày. Hay quá. À mày cắn đi. Bẻ càng đi. Bẻ càng đi. Trời ơi đủ mẹ. Cắn. Rồi. Con đi. Không giữ. Con ở đây đi. Rồi mày tái nó luôn đi. Trời ơi. Cái sò không? Cái sò 2 năm đấy. Cái sò 2:30 2:30 ra. Cũng ngày tối mà. Cửa. Giờ lên được mà. Cửa này tối luôn. Đợi cua đẹp. Nè. Đực phải mua to thế. Con cua đã đợi. Một con cua nó ngang cả nhà. Quá ngon. Không bẻ. Cua này cắn tôi nghe bà con nhớ nha. Cắn vô tay không có bao tay mới đọc biết chỗ cắn thì cắn hai càng vô tay không có bao tay luôn phải được chát chứ đó hả. Ừ, chắc khác biệt vậy tôm sú đây chứ đâu. Trời ơi đất ơi nhé. Trời ơi tôm sú nó bự rồi đã. Quá ngon. Trời tôi đâm cái đầu ăn mình á. Tôm sú chà má luôn. Nữa hả? Ồ tôm sú nè. Lia lẹ. Quá ngon nè Nam ơi. Hả? Con tôm tích. Con tôm tích. Nhỏ chứ không bự. Trời ơi thiếu cổ cô. Đâu coi coi. Ừ. Nhóc chưa nè. Được mấy con cua nè. Xuống nè.
Có cái bao ngoài đó đó, mò hai bữa bắt 5 con. Có cái đồ nghề đi đi mò độc quá ha. Động băng băm xuống con. Vậy? Đâu đâu? Trời ơi, đã không? Đại ca bắt lên con nữa nghe mọi người. Con xuống nữa. Đạp hai gì chụp chẳng em. Lại chẳng hết năng. Hai con gì á? Đã không mỏi đâu, không mỏi nó lình mỏi gì. Mòn đó ơi. Mòn chỗ này nè. Lại cái chữ gì ha? Mòn bò vậy đó. Vít hang thôi. Mòn cắn anh lên. Sáu giờ mấy rồi, giờ mấy anh em về. Đây cái bê em đó nha. Cua cơm quá ngon luôn. Về nhà để chế biến cái mấy anh em mời cả nhà dùng chung luôn. 6:30 rồi. Yeah. 6:30 rồi. Thôi giờ anh em mình về đấy. Về. Cái sao sao mình về sản phẩm mấy anh em đi gần ngay đây. Đại ca. Tôm ba nè. Chưa. Dùm bọc rồi mà. Tôm sú. Mà quỷ nó đã rồi. Nãy ra túm cho tôi cái ký mấy trên. Mà lớn dập luôn. Con được bèn cái này. Tính làm được mấy mấy chục con dập chứ không có gì. Vậy cũng được, cũng cũng ngon chứ, ốc mỡ mà. Chút chút còn mấy là bả nhãn đưa cho chuột rồi. Mấy anh em. Bỏ lên. Mấy tôm ngon ghê. Nó ngon không ra cá. Bữa nay năm. Nó phải phải ngày hết giờ làm đưa cá nhai. Nói chứ hồi lần nó chung luôn. Nó lẹ cái lưỡi ra nó ấy vô không được nó thôi đình à. Phải chiều á. Chiều thì anh ngâm thao con bự chứ. Ờ đó. Mà con đem khẩu băng nó cần có 15 ngàn thì nó mấy. Quân tầm số anh em. Ờ cực khổ quân tầm số coi. Con nó ra sao? Chú rồi chào mà con cái đi. Trời ơi, tầm số bự. Nó bán lẻ 40 ngàn ký. Quá dữ luôn. Ờ. Quá rẻ rồi. Mai cái nhà rồi. Chứ mình mua vô đầu mắt anh ơi. Ừ. Mình mua cái gì đâu mắt. Con quốc dập tới việc quốc con chú không? Cho dập với khai hào vậy. Mai cũng mở quà. Em anh ai đi. Qua thằng cào 5-7 ký. Vừa đi là có đi chắc. Cành cây này chính là phần thưởng được chúng chia dành nhau. Rồi mình mời cả nhà nữa đi nha. Chơi đùa khiến đàn khỉ đầu chó tốn khá nhiều năng lượng. Ui, cái bộ ngủ này với ai dành hay gì? Canh ba. Canh đồng này tan ngủ. Ba Cường vô chợ ba Cường. Nè anh Tức. Khi đầu chó gần như ăn được mọi gãy cỏ, nên đồng cỏ chính là bữa tiệc. Thôi vô dập đó nè. Rồi, rồi vô, vô tiếp mà làm con hào nha. Con con mà à, anh Nam anh gỡ cho con bụp con con à. Để ốc tanh vô con cua coi. Thôi để vô con cua coi. Để. Vô ăn tôm đi Út Quang. Trong khi thức ăn của cua thì nhiều đất dần lồm luôn. Con cua con này không chắc nè, nó nhỏ nhỏ chứ. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Mấy con bự bự đó. Làm con dập đi. Làm con dập cho ngon lắm. Chúng chỉ cao nửa mét. Và dễ dàng bị chúng nó để ăn tôi lấy đấy. Mập. Rồi anh mời cả nhà nha. Trời ơi dập mập đông một dĩa ớt thì dữ thằng một vô. Vậy không chứ còn giữ gì nữa, ớt bỏ tư gì kia trong người còn giữ gì nữa. Anh đó. Anh ơi, ăn mà kêu cay mà. Cái gì? Lên cũng lâu cay không ra. Bởi vì quất dĩa ớt cho đỏ tươi luôn. Thank you.
cái mùng cua. Cái này là cái lưng. Cái mai. Cua. Rút chút cá lịch cũ vô đã kìa. Này là cá cò bắp của ông anh ổng bổ sung. Chứ này anh em mình nãy không bắt được. Coi vậy chín béo lắm mà đều phải xương. Anh em ăn cẩn thận. Em nhìn ba đây. Hòm dữ lắm. Tiền đang như ăn được cái mình cái lưng còn cái mình. Nó rồi, mình mời cả nhà nữa ly rượu nha. Còn cái thịt nó đâu ngon. Cái này lưỡng tròn nè. Ngon nhất là con cốm. Lưỡng tròn là cũng như kiểu là cái luôn cái muôn với cái mình là cũng như thịt là một cái thịt cốm. Con cua cốm mà cái so chứ ăn không lại con cua chắc mà chắc vừa chưa có mà da còn dính vô trong cái muôn á. Rạch nam mới ngon dữ. Cua ngoài thiên nhiên này nó ốp đi, nó ốp đi nữa cũng có thịt. Không phải như cua nuôi. Không phải như cua nuôi. Ốp nó cũng có thịt. Cua nuôi về lớn thì đâu có thịt. Canh thủ quốc mẹ đi. Ở nhà có mập nè. Chập đi giấy. Cả nhà thấy mềm cả nhà. Bây giờ nè. Rồi mời cả nhà nhé. Chứ mà hôm nay mình mới cần bự anh em mình làm hết đi coi trong cái tên hay tên nè. Thôi anh em mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào bà con, hẹn gặp lại bà con ở video sau. Này mà mình kho lạc